Brother Island Steep. Hello, chào các bạn. Đã bao giờ các bạn nghe người ta nói là tiếng Đức nghe như tiếng chó sủa chưa? Và bản thân các bạn khi mà nói tiếng Đức, các bạn cũng cảm thấy nghe nó thật là thô thiển, nghe nó không mềm mại gì cả, nghe nó cứ thành một cục. Các bạn đã bao giờ có cảm giác đấy chưa? Nếu các bạn có cảm giác đấy thì chứng tỏ là cái phát âm của mình chưa được đúng. Có thể là mình đang phát âm sai, hoặc có thể mình đang phát âm theo kiểu tiếng Việt. Trong video lần này mình sẽ chỉ ra 10 cái lỗi phát âm mà các bạn học tiếng Đức hay gặp phải nhất. Những cái lỗi phát âm này, thứ nhất là có thể làm gây sai nghĩa của từ, gây hiểu nhầm. Thứ hai là có thể gây cho cái tiếng Đức bị thô thiển, nghe nó bị Việt. Thì chúng mình hãy cùng thử theo dõi xem những cái lỗi phát âm đó là những lỗi nào nhé. Thứ nhất, đấy là các nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Thật ra nếu mà nói ngắn và dài, nó không đúng cái khái niệm lắm đâu. Cái nguyên âm dài mình có thể hiểu là nguyên âm căng, nghĩa là mình sẽ phải sử dụng miệng của mình phải căng miệng và đôi khi là căng cả lưỡi nữa. Còn cái nguyên âm ngắn là mình sẽ thả lỏng các cơ miệng và lưỡi ra. Ví dụ như là mình có từ e, cùng là từ e nhá, cùng là chữ e, nhưng khi đọc căng, nghĩa là đọc dài đấy, thì mình sẽ phải căng miệng ra e e và mình kéo dài ra một chút. Còn khi mà chữ e vào trong một từ mà đọc ngắn hay là không căng đấy thì cái âm e này sẽ đọc được thả lỏng ra. Ví dụ như e e e, các bạn sẽ thấy cái miệng của mình rất là được thả lỏng. Ví dụ trong một từ beat beat và từ bet bet bet, các bạn thử đọc hai cái từ này mà xem, các bạn sẽ thấy một từ mình sẽ phải căng ra và mình đọc chữ e thật kéo dài và căng miệng ra, còn một từ thì mình sẽ thả lỏng và đọc bình thường thôi. Ví dụ lại nhá, beat beat và một từ là bet bet bet. Hoặc là đối với chữ e, mình sẽ có e e e e và e e, meter meter và meter meter meter, mình đọc rất là nhẹ thôi. Ví dụ như từ u umlaut, nếu mình kéo dài mình sẽ phải căng cái miệng ra, mình đọc là ư ư ư. Còn nếu mà đọc thả lỏng, nghĩa là đọc ngắn đấy, mình sẽ đọc đơn giản là ư ư ư, mình sẽ thấy cái miệng của mình dễ chịu hơn hẳn. Ví dụ như mình có là hüter hüter và hüter hüter. Mình đã có làm những cái video về nguyên âm ngắn và nguyên âm dài rồi. Thật ra nếu mà hiểu đúng ý, nó sẽ phải là nguyên âm căng và nguyên âm không căng cơ. Nhưng mà thôi, mình cứ lấy cái khái niệm mà mọi người hay dùng nhiều nhất, đó là nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Nguyên âm ngắn và nguyên âm dài không có trong tiếng Việt nên các bạn rất hay bỏ qua. Các bạn cứ đọc tất cả các từ như nhau hết, nó không khác nhau tí gì cả. Nhưng nguyên âm ngắn và nguyên âm dài trong tiếng Đức rất quan trọng. Nếu các bạn đã phát âm sai thì nó đã gây sai nghĩa của từ rồi. Chính vì thế phần này các bạn phải học cho thật kỹ nhá. Thứ hai, đó là trọng âm của từ. Ngày trước ấy, lúc mình đi học ấy, mình không được chỉ là tiếng Đức cũng có trọng âm như trong tiếng Anh đâu, mà người ta viết sao thì đọc nguyên si như thế. Nếu có chẳng may mình có nhấn nhá thì đấy là do mình nghe người ta đọc thế thì mình nhấn nhá theo thôi, chứ mình cũng không biết quy tắc của nó là như thế nào cả. Thì trọng âm của từ, hầu hết các từ điển người ta đều có trọng âm cho các bạn, mỗi từ đều có trọng âm cả. Nếu có nhấn nhá ở đâu thì người ta sẽ ký hiệu là một là dài, nghĩa là âm kéo dài, hai là dấu chấm, có nghĩa là âm đọc ngắn, nghĩa là đông âm không bật căng đấy. Bạn cứ dựa vào đấy và các bạn đọc. Ví dụ như mình có từ monad nhá, thì ngày xưa ấy, mình lúc nào cũng đọc monad monad, nhưng mà thật ra cái từ monad, cái trọng âm của nó vào chữ monad thì mình phải đọc là monad chứ không phải là monad monad. Ví dụ như từ làm việc, mình phải đọc là arbeiten chứ không phải là arbeiten. Hoặc là như từ này, lebendig chứ không phải lebendig. Ngày xưa mình rất hay đọc là lebendig, thế xong đến lúc mà người ta hỏi lại là mày nói gì cơ, thì bắt đầu mình mới nhắc lại là lebendig, thì người ta sửa lại cho mình là lebendig. Khi các bạn nhấn trọng âm thì mình sẽ chú ý là những cái nào có trọng âm thì mình sẽ nhấn mạnh nhất. Ví dụ như từ arbeiten, mona, entschuldigung, entschuldigung,
Familie. Đó, thì mình sẽ phải nhấn vào cái từ mi. Studieren. 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 Thì mình sẽ phải nhấn nó vào. Các bạn nghe cũng sẽ khác ngay. Các bạn có thể dùng tay để đập, hoặc các bạn có thể dùng chân để gõ nhịp đều được hết. Thì ví dụ cùng một nhịp là 1, 2, 3, 4. Thì bây giờ nó vào cái nhịp 2 mạnh hơn thì các bạn sẽ gõ là 1, 2, 3, 4. Thì người ta cũng thường nói là bạn nào mà hát hay hoặc là cảm thụ được nhạc thì cũng cảm thụ được ngôn ngữ, và cũng có thể nói được ngôn ngữ tốt hơn, nhanh hơn người bình thường, nghĩa là bắt chước được nhanh hơn. Cái đấy thì mình cũng không biết là có đúng không nữa. Cùng trong cái trọng âm của từ ấy, đặc biệt là ở các động từ tách và động từ không tách, rất quan trọng nhá. Nếu các bạn học đến cái bài động từ tách và động từ không tách rồi ấy, thì các bạn sẽ biết là những cái động từ tách sẽ có trọng âm vào tiền tố tách được. Ví dụ như là aufstehen, aufstehen. Đó, hoặc là mitkommen, mitbringen, mitnehmen, zumachen, aufmachen, anmachen, zurückkommen. Nếu các bạn biết đấy là các động từ tách rồi thì cái việc đặt trọng âm vào trước tiền tố tách được nó lại rất đơn giản. Nhưng nếu các bạn gặp những động từ có tiền tố vừa tách được vừa không tách được, ví dụ như từ umgehen và từ umgehen, các bạn phải chú ý đánh trọng âm và đọc cho thật rõ. Hiện tại mình đang học mà, thì mình phải nói rõ nó ra, chứ mình không nên nuốt hay là đọc phớt lờ. Thì bởi vì là nếu mà mình quen ý, nhiều khi mình quên luôn cả trọng âm. Ví dụ như từ umgehen thì trọng âm đang vào cái nào đấy, vào đúng không? Thì nghĩa là động từ này tách được. Động từ này tách được mang nghĩa là xử lý hay ứng xử, cư xử như thế nào với người nào đó. Ví dụ ich weiß nicht wie ich mit schwierigen Leuten umgehen soll. Trong câu đấy mình sẽ phải nhấn vào từ Với động từ umgehen, trọng âm vào đâu đấy? Gehen đúng không? Umgehen. Nó sẽ mang nghĩa là lờ đi, hoặc là mang nghĩa là đi vòng quanh. Ví dụ ich umgehe alle Regelungen der Firma. Các bạn nghe thì khác nhau không? Nếu các bạn học đến cái bài động từ tách và không tách rồi thì có lẽ các bạn sẽ biết một số các cái tiền tố vừa tách được vừa không tách được, thì các bạn cũng phải chú ý cái trọng âm của nó rơi vào từ nào để biết là nó mang nghĩa như thế nào nhé. Hầu hết các bạn hay phát âm chữ E này là E. Ở trong tiếng Đức không có E nhá, không hề có E. Người ta chỉ có E hoặc là E nhá. Cái E chính là cái chữ E nhà mình. Còn chữ A umlaut sẽ được đọc là E, nghĩa là các bạn sẽ đọc E và há miệng to lên một chút là E. Nếu các bạn đánh vần một từ mà có chữ E, các bạn phải đánh vần là E chứ không phải là E. Các bạn hình dung không? Ví dụ như trong từ liver nhá, thì mình sẽ đọc là L-I-E-B-E chứ không phải là L-I-E-B-E. Mình không đọc như thế nhá. Khi các bạn nhìn thấy chữ cái I-E đi cùng với nhau, khi I-E đi cùng với nhau các bạn vẫn đọc là I chứ không phải là I-E. Ví dụ như là mình có từ meter, mình không đọc là meter, đúng không? Ví dụ như từ liver, mình đâu có đọc là liver hay là liver đâu, đúng không? Và ở trong từ familiar, familiar, các bạn chú ý trọng âm khi thấy cái từ IE này luôn cho mình. Nếu trọng âm rơi vào IE thì nó sẽ được đọc là I. Và nếu trọng âm không rơi vào IE, nó sẽ đọc là i ở. Ví dụ như mình có từ biology, biology, thì cái trọng âm rơi vào ie đúng không? Thì mình sẽ đọc là i, biology. Giống như meter, liver. Nhưng nếu trọng âm nó lại rơi vào trước cái chữ ie đấy thì mình sẽ đọc là i ở. Ví dụ familiar, familiar. Tiếp theo đó là lỗi của các đuôi trong một từ. Lỗi này là lỗi cơ bản của hầu hết những người Việt mình khi học một ngoại ngữ, không chỉ là với tiếng Đức. Các bạn cứ thấy đuôi là các bạn vứt đi. Ví dụ như ở nhà mình đâu có phát âm đuôi đúng không? Ví dụ như từ tốt trong tiếng Việt, nó có kết thúc là T đúng không? Nhưng nhà mình tốt là tốt thôi. Nhưng nếu người Đức sẽ đọc là tốt, tốt. Đấy,
nghĩa là cái âm cuối người ta sẽ phải bật ra, phát âm ra. Thì tiếng Đức cũng thế. Thì nếu các bạn nào đang học tiếng Đức, chú ý những cái đuôi dùm. Bởi vì những cái đuôi này các bạn mà không đọc, nó sẽ làm sai nghĩa của từ. Dù là đuôi của nó là âm bật căng hay bật thường, hay là chữ L, chữ N, chữ M, các bạn phải đọc hết, không được bỏ. Ví dụ như mình có từ gut, nó là gut, kết thúc là T. Hoặc là stadt, kết thúc là DT. Đó. Hoặc là bet, bet. Như tiếng Việt sẽ, của mình sẽ đọc là gì? Bét bét, nghĩa là cuối câu sẽ mình không thêm một cái gì hết, mà mình sẽ bỏ hết cái âm cuối đi. Hoặc là mình có từ Apfel. Apfel, nó có chữ L, mình phải uốn cong chữ L lên, chứ mình đừng đọc là Apfel. Hoặc là từ Hotel. Đó. Các bạn phải uốn cả chữ L lên, chứ không đọc Hotel. Đó. Hotel. Các phụ âm đi kèm với nhau các bạn cũng phải đọc hết. Mình cũng đã có làm cái video về chữ P, chữ F, rồi chữ D, chữ T, các kiểu đấy. Mình đều làm rồi, mình sẽ để tất cả các link. Ví dụ mình có từ P và chữ F đi cùng với nhau, nó sẽ là P, 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 P. Các bạn phải đọc hết. Ví dụ như là Pflanzen. Hoặc là mình có từ cái đầu Kopf, Kopf, Kopf. Nghĩa là mình phải đọc hết tất cả các âm có ở trong một từ. Các bạn không được vứt một từ nào cả. Stift, Stift. Một số bạn đọc được st thì tốt, còn không thì các bạn sẽ hay đọc là Stift, Stift. Ich brauche einen Stift, hay là Braucher chứ. Nhiều bạn hay đọc là Braucher, sẽ là Ich brauche einen Stift. Và ở trong tiếng Đức có rất nhiều cluster. Khi các bạn chia động từ, ví dụ như từ machst, wäschst, wäschst. Đấy, du wäschst. Các bạn thấy không? Mình vừa phải xì mạnh, vừa phải xì nhẹ, và mình lại còn phải bật ra nữa. Thì các bạn cái này phải luyện nhá. Ban đầu đọc ấy thì nó rất là mệt, nhưng sau này các bạn mà quen rồi thì đọc nó rất là nhẹ nhàng thôi. Và một cái lỗi nữa mà mình cũng không nghĩ là các bạn hay mắc nhiều đến thế, đó là các từ bắt đầu bằng chữ T và chữ R, các bạn hay đọc thành chữ chờ luôn. Trong tiếng Đức không có chữ trinken, không có chữ chờ kiểu đấy. Ví dụ ở trong cái từ này, trinken, tragen, tragen, traube, traube, nghĩa là chữ T và chữ R đọc tách riêng ra, chứ không phải ghép vào như trong tiếng Việt là trinken, traube, traurig. Và thêm nữa là chữ R mình phải đọc là R hoặc R. Thì đấy là tùy các bạn nhá, nhưng không được đọc là giờ. Ví dụ có nhiều bạn đọc là tờ rau dích, rốt. Rốt có nghĩa là rốt, màu đỏ đấy. Đọc là re rốt, thường là chữ R mình có đâu phát âm ra đâu đúng không? Vì mình sẽ đọc là giờ nên các bạn cũng áp dụng luôn. Đấy, nên là từ như vậy các bạn phải chú ý. Nghĩa là khi mà mình nói thì mình phải để ý là mình đang nói cái gì đúng không? Thì mình mới sửa được cái phát âm của mình.